Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thì đồ gỗ bát sáu trong buổi sáng ngày hôm nay lại tiếp tục hoàn thiện một cái bộ án gian thờ nữa được làm trên cái chất liệu gỗ mít. Thì hôm nay chúng tôi sẽ quay và báo kích thước và cũng như là đi chi tiết cho tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tham khảo và cũng như là quan tâm về các sản phẩm đồ thờ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào phía bên trong. Thì bộ này vì là mới PU xong, vì vậy là bên chúng tôi vẫn đang để ở trong phòng và đang chờ để khô để chúng ta sẽ mang lên trên cửa hàng. Còn ở đây thì mới PU xong thì chúng ta sẽ không có được chạm quá nhiều lên trên cái bề mặt. Thì khi mà chúng ta chạm thì cái phần vân tay của chúng ta sẽ bị in ở trên cái bộ án gian này. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ đi về phần kích thước. Tôi sẽ đo chiều cao của cái mẫu án gian này. Chiều cao ở đây là 1m27. Đấy, và sẽ đo cái chiều dài. Các cái mẫu bàn thờ thì thường sẽ là kích thước chuẩn lỗ ban. Tuy nhiên là nó sẽ có một số cái kích thước khác nhau một chút. Cái chiều dài thì sẽ là 193. 193 về cái chiều dài. Còn cái phần chiều sâu. Chiều sâu của mẫu này sẽ là, tôi sẽ đo phần mặt bàn, đó chính là 81. Chiều sâu là 81. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết hơn một chút về cái kích thước về những cái phần khung và phần cổ. Đây, quay về đây. Đấy, phần cổ thì sẽ có kích thước chiều cao là 24. Đấy, phần cổ bên dưới chiều cao là 10,5. Đấy, chiều của cổ trên là gần 9 cm. Đấy, và khung tranh này, khung tranh làm 4 cm quý vị nhá. Đấy, làm rất là dày dặn và đẹp. Và cái bộ này thì có cái chân là chân 10. Đấy, và kích thước của cái phần vai đây. Đấy, khoảng 3 cm quý vị nhá. Đấy, được làm rất là dày dặn cho cái mẫu này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đo cái phần yếm trước để cho quý vị thấy được cái giá trị của cái phôi gỗ. Yếm trước thì cũng là 3 cm. Đấy, với cái hàng mà làm trên dòng gỗ mít thì đồ gỗ bàn sáu làm rất là dày dặn từ cái phần vai này đến phần chân và cái phần khung tranh và cả cái phần cổ nữa. Thì mẫu này là một trong những cái mẫu mà được khách hàng rất là quan tâm, bởi vì là mẫu này được thiết kế là hai cổ được đục chạm, đó họa tiết hoa văn đó là song long trầu và phía bên trong một cái cuốn thư. Đấy, và phía bên dưới là các cái hình về đồng tiền xu. Hai cổ với lối họa tiết hoa văn hoàn toàn là khác biệt nhau để nó có được cái sự nổi bật. Đấy, từ cái phần cổ chỉ đấy cũng được làm rất là sắc cho cái bộ này. Thì quý vị, khi quý vị mua bàn thờ ấy, thì quý vị phải quan tâm đến cái họa tiết hoa văn ở trên cái phần bàn thờ. Đục tùng cúc trúc mai hay đục cuốn thư, mỗi cái hình tượng đục nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau cho cái không gian thờ của mình. Và quý vị nào mà mua những cái bộ án gian thờ này thì những thích những cái nét đục và thích những ý nghĩa như thế nào thì chúng ta sẽ đặt theo cái sở thích của mình. Bên dưới này là một cái mẫu khá là mới của bên trung tâm đồ gỗ Văn Sáu được đục, đó là đồng tiền xu rất là lớn ở đây. Đấy, và bên này là 3 đồng tiền xu, xen kẽ nữa là 1 tiền xu và bên trong là cuốn thư. Thì thường thường ấy là mẫu này sẽ được gọi cái tên quen thuộc, đó là tên cuốn án gian cuốn thư gỗ mít. Ở phần bên dưới thì quý vị thấy cái phần yếm trước thì vẫn không thể thiếu được là các họa tiết hoa văn về đồng tiền xu và một con rơi ngậm chữ thỏ ở đây. Thì cái mẫu này là một cái dấu án gian thì nó sẽ không có được đục kênh bong như là những cái mẫu sập thờ tứ linh. Vì vậy là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên vẫn đem lại cho chúng ta những đường vân đẹp màu vàng sáng của cái dòng gỗ, đó là dòng gỗ mít. Và chúng ta sẽ quay lên phần mặt bên trên. Thì mặt bên trên thì sẽ được làm, đó là được ghép bởi 3 tấm gỗ mít. Đây, 3 tấm gỗ mít. Và gỗ mít này đã lên vân, lên chun. Đấy, rất là uyển chuyển bay bổng ở trên cái phần bề mặt. Và lớp PU này là lớp PU bảo vệ cho cái bộ án gian này, nó tránh sự tác động của cái nhiệt độ cũng như là các yếu tố bên ngoài lên cái bề mặt gỗ, và nó sẽ làm cho cái sản phẩm của chúng ta được lâu bền hơn và chắc chắn hơn. Đặc biệt thì nó có một cái lớp PU này sẽ làm cho cái màu nó sáng và vân nổi lên rất là đẹp. Vì vậy là cái lớp PU là vô cùng quan trọng. Thì cái bộ bàn thờ ấy, khi quý vị đi mua ấy, chúng ta phải mua những mẫu bàn thờ mà cứng này và cái chất gỗ chắc, và đặc biệt nữa là cái mặt phải hoàn toàn là phẳng luôn quý vị nhá. Nếu mà quý vị mua những cái mẫu án gian thờ mà võng hoặc là cong vênh thì nó sẽ rất là tối kỵ trong cái việc khi chúng ta thờ cúng.
Và khi chúng ta check như thế này, và khi chúng ta đi mua ban thờ ấy, thì chúng ta sẽ nếu mà chi tiết được ấy, quý vị hãy chịu khó cúi xuống dưới và theo dõi những cái phần mộng gỗ này, theo dõi những cái mối nối giữa các cái khớp gỗ với nhau, và đặc biệt là cái phần ván mặt này, xem là dày bao nhiêu cm và có nhiều thanh gỗ ở phía bên dưới để đỡ cho cái bàn này không. Bởi vì là nhiều gia đình ấy sẽ chơi những cái bộ đỉnh đồng rất là nặng, vì vậy quý vị phải quan tâm đến những cái chi tiết bên dưới nữa để nó giữ được cái lực và làm cho cái bàn thờ nó không bị võng. Đấy, vậy thì trong video ngắn ngày hôm nay thì tôi vừa giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái mẫu án gian thờ mới hoàn thiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì mẫu này được đục đó là hình cuốn thư và mẫu hai cổ, kích thước tôi đã chia sẻ cho quý vị, và cũng như là giới thiệu chia sẻ cho quý vị một số cái kiến thức để chúng ta lựa chọn bàn thờ như thế nào cho nó được chất lượng nhất. Và cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.